Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin về sức khỏe bổ ích. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng bệnh đau dạ dày xuất phát từ thói quen ăn uống không điều độ. Tuy nhiên, việc thường xuyên căng thẳng thần kinh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về bệnh đau dạ dày. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chủ đề này với sự tham gia cùng với dược sĩ Trần Duy Khanh. Xin chào dược sĩ ạ. Cảm ơn dược sĩ đã nhận lời mời của chương trình. Xin chào MC Thúy Miên. Xin kính chào quý vị khán giả. Dược sĩ thân mến, đầu tiên thì dược sĩ có thể cho khán giả của chương trình được biết bệnh đau dạ dày là gì được không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của MC Thúy Miên. Đau dạ dày hay còn gọi là đau bao tử để chỉ tình trạng đau nói chung có nguồn gốc tại dạ dày, bao gồm là viêm và loét. Vâng, vậy thì đối với căn bệnh đau dạ dày này thì có những cái dấu hiệu, những cái triệu chứng cụ thể như thế nào thưa dược sĩ? Đau dạ dày ấy, thì nó có một số cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là đau nóng rát trong bụng, tức là ở cái vùng thượng vị này. Bệnh nhân cảm thấy rất là nóng rát, rất là buồn, cảm giác như là nó cứ như là cái gì đó nó rất là nóng ở trong bụng này, nó trào ngược lên trên dạ dày, lên trên thực quản. Cảm giác như là mình bị nhiệt đúng không ạ? Đúng rồi, cảm giác như là nó cứ sôi sôi trong bụng và cảm giác rất là nóng rát, rất là khó chịu. Thứ hai là cảm giác là buồn nôn. Đây là những cái dấu hiệu ban đầu của bệnh lý dạ dày. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân mà không điều trị kịp thời cũng như là dứt điểm ấy, thì cái tình trạng nôn này nó kéo dài, nó sẽ dẫn đến là rách thực quản. Bởi vì khi mà trào ngược dạ dày thì nó trào ngược, nó kéo cái dịch vị lên trên thực quản. Bởi vì dịch vị dạ dày thì nó rất là có cái tính axit rất là mạnh. Khi mà nó trào ngược lên trên thực quản, nó gây tổn thương đến niêm mạc thực quản. Nó có trường hợp nó trào ngược lên trên cả vùng miệng. Triệu chứng thứ ba đó là cảm giác đầy bụng, khó tiêu. Đây là những cái dấu hiệu ban đầu của bệnh lý dạ dày. Nhưng mà cảm giác như là khó chịu này, đầy bụng, khó tiêu như này thì nó cũng có những cái liên quan đến một số các bệnh lý về tiêu hóa, ví dụ như là bệnh lý về đường mật hoặc là bệnh lý về gan, nó cũng liên quan đến vấn đề về tiêu hóa. Thứ tư là cảm giác về chán ăn. Chán ăn thì nó cũng giống như là các bệnh lý về tiêu hóa khác. Đây là những cái dấu hiệu ban đầu mà bệnh nhân khi mà gặp những cái dấu hiệu như này, bệnh nhân nên quan tâm, theo dõi, lưu ý, có thể là tiến hành thăm khám. Để qua những cái thăm khám ấy, thì bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác được là mình có bị đau dạ dày hay không. Quay trở lại với câu hỏi mà chúng ta đặt ra từ đầu chương trình, đó là liệu căng thẳng stress kéo dài có dẫn tới bệnh đau dạ dày hay không? Xin dược sĩ có thể đưa ra lời giải đáp không ạ? Trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay ấy, thì stress là một cái vấn đề nó gần như là nó gắn liền với cái cuộc sống hiện đại mà bất cứ ai cũng có thể gặp trong cuộc sống. Stress chính là những cái lo âu hàng thường ngày, những cái áp lực về công việc, áp lực về cuộc sống. Khi mà chúng ta gặp những cái lo lắng như thế ấy, chúng ta sẽ thấy nó mất ngủ, rồi cảm giác cái này nó kéo dài, nó sẽ làm cho căng thẳng này và tăng co bóp của dạ dày và làm tăng tiết axit. Chính những cái việc là tăng co bóp dạ dày, tăng tiết axit như thế ấy, thì lâu ngày nó sẽ tổn thương đến niêm mạc dạ dày và gây ra các bệnh lý về dạ dày. Về vấn đề này thì có một vị khán giả địa chỉ email là cornon9091@gmail.com có thắc mắc như sau. Thưa dược sĩ, tôi thường xuyên bị căng thẳng, stress bởi công việc. Gần đây, tôi có triệu chứng đầy bụng, ợ chua, thỉnh thoảng có những cơn đau nhói co thắt ở thượng vị. Dược sĩ cho tôi hỏi, có phải tôi đã bị đau dạ dày hay không? Xin cảm ơn dược sĩ rất nhiều. Cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả đã gửi đến chương trình. Với những cái chia sẻ, như là cái triệu chứng mà bạn vừa kể ấy, thì có thể bạn đã bị các bệnh lý về dạ dày rồi. Bởi vì cái yếu tố nguy cơ là bạn đang có stress, đang có căng thẳng, đang có lo âu, và những cái triệu chứng mà bạn vừa đưa ra ấy, là đau rát vùng thượng vị này, cảm giác nóng rát khó chịu, thì đây có thể
rất là phần nhiều chúng ta sẽ nghĩ đến đấy là các bệnh lý về dạ dày. Còn để chuẩn đoán được chính xác đây là bệnh lý dạ dày hay không thì tôi khuyên bạn là nên đến các cơ sở y tế để tiến hành thăm khám, bởi vì đau dạ dày nó có một số các nguyên nhân. Nếu mà do stress thì chỉ cần là giảm căng thẳng thì cái vấn đề về các bệnh lý dạ dày nó sẽ giảm đi phần nào. Tuy nhiên là nếu mà bệnh lý về dạ dày mà do nguyên nhân HP thì sẽ phải điều trị HP, cũng như là qua cái một đợt điều trị kháng sinh diệt HP rồi thì tâm lý của bạn nó bớt căng thẳng hơn và bạn cũng tham gia một số cái môn thể thao làm sao để cho nó giải tỏa căng thẳng ấy, thì cái bệnh về dạ dày nó sẽ giảm nhẹ phần nào. Vậy thì đối với những bệnh nhân mà bị đau dạ dày do bị stress, căng thẳng thì dược sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên về chế độ ăn uống cũng như là tập luyện hàng ngày để cải thiện tình trạng bệnh được không ạ? Với những bệnh nhân mà đau dạ dày ấy cần đến lời tư vấn của tôi trong các cái buổi tư vấn cũng như là khuyên bệnh nhân ấy, thì tôi luôn khuyên bệnh nhân là chúng ta áp lực chúng ta gặp rất rất nhiều rồi, khi mà về nhà thì chúng ta nên bỏ cái gánh nặng cuộc sống cũng như là những cái lo lắng về công việc ra khỏi ngôi nhà của mình. Chúng ta đã làm việc từ buổi sáng đến tối rồi thì khi về nhà chúng ta nên bỏ hết những cái lo lắng về công việc đi và vui vẻ cùng với gia đình. Ngoài ra thì chúng ta nên tham gia những cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, ví dụ như là chạy này, tập yoga này và những cái môn thể thao nhẹ nhàng. Thì qua những cái môn thể thao như thế thì sẽ giải tỏa được stress, thì bệnh lý về dạ dày nó sẽ ngày càng được thuyên giảm phần nào. Vâng, và xin được cảm ơn dược sĩ Trần Duy Khanh với những chia sẻ về căn bệnh đau dạ dày rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là qua cuộc trò chuyện ngắn với dược sĩ Trần Duy Khanh vừa rồi về căn bệnh đau dạ dày thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích để có thể phòng tránh bệnh cũng như là giảm căng thẳng stress để có thể chữa trị bệnh một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Để được tư vấn kỹ hơn, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0823 800 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tuvanbacsi115a@gmail.com. Chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đến đây xin được phép khép lại và xin chúc cho toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.